Xin chân thành cảm ơn các bạn đã đến với Khang Lang Thang Phiêu Lưu Ký. Và có lẽ là tất cả chúng ta đều đang chờ đợi bộ truyện này. Phần tiếp theo sẽ như thế nào khi mà cuộc chiến tà giới đang diễn ra cực kỳ là gay cấn. Và dường như là bộ truyện này nó đã vượt qua ngoài những thể loại như là tu tiên, kinh dị hay là phiêu lưu, thì nó mang rất là nhiều yếu tố quân sự nữa. Chính vì thế, có rất nhiều những cái hay và những cái hấp dẫn để những khán giả chúng ta có thể nghiền ngẫm. Cái bộ này, cái quá trình mà đánh nhau quân sự nó rất là hay nhá, mình phải nhận định như thế. Chính vì thế thì xin kính mời các bạn cùng đến với Khang Lang Thang Phiêu Lưu Ký, Sóng Ngầm Tiêu Diệt Xà Vương, tập 1. Tại quân doanh Hồ Tộc, vào lúc canh ba nửa đêm. Kìa Khang, sao bây giờ anh còn chưa chịu ngủ? Đã khuya lắm rồi đấy. Ngọc từ trong phòng ngủ bước ra ngoài tìm chồng, nhìn thấy anh vẫn đang còn cặm cụi bên cạnh tấm bản đồ tà giới mà vẫn chưa chịu nghỉ ngơi. Cô có chút lo lắng ở trong lòng, vội lấy chiếc áo khoác da bông choàng lên người anh cho đỡ lạnh. Khang quay sang nhìn vợ rồi đáp: tình hình có vẻ như không ổn thỏa cho lắm em ạ. Mới chỉ có 2 tháng ngắn ngủi gần đây thôi mà đã có đến 6 tộc chủ cử sứ giả tới muốn cùng chúng ta kết minh rồi. Xem chừng như bọn họ đang rất là gấp đó. Kìa anh, bọn họ có ý muốn kết minh với chúng ta thì càng tốt chứ đâu có sao. Không phải lực lượng chiến đấu chống lại Vĩnh Hằng Quỷ Sứ sẽ càng đông và mạnh thêm sao? Thôi, đừng lo lắng nữa, đi ngủ cho em nhờ, có gì để đó mai làm. Trước lời chèo kéo của vợ, cuối cùng Khang cũng đành chịu lên giường đi ngủ. Anh không muốn nói ra những gì trong lòng mình đang đắn đo, bởi vì anh biết Ngọc có nghe cũng khó giúp được ích gì. Và lại không khéo lại khiến cho cô ấy càng thêm lo mà thôi. Sứ giả đến tiếp kiến để kết minh, nhìn bên ngoài thì là chuyện tốt, nhưng bên trong không hẳn là như vậy. Đằng sau cái danh xưng kết minh đầy hào nhoáng và bóng bẩy đều ẩn chứa những mưu mô và toàn tính chính trị sâu xa. Đã gần 2 năm kể từ lúc bước chân vào tà giới cho đến giờ, suy nghĩ lại, quả là một chặng hành trình không dài nhưng cũng không quá ngắn. Tuy rằng giai đoạn đầu còn quá nhiều khó khăn khổ sở khi phải tự thân vận động, tìm cách để tồn tại và tìm hiểu mọi thứ về nơi này, nhưng mà đối với Khang thì nó không áp lực nhiều nếu đem so với thời điểm hiện tại. Kể từ lúc ban bố hịch tiến công, thành công kéo theo đó là nổ ra hàng loạt cuộc khởi nghĩa đứng dậy để giành chính quyền. Chỉ trong vòng có 1.5 năm đổ lại đây thôi, các bộ tộc tà giới cũ đều đã xây dựng lực lượng đánh bại ách cai trị của Vĩnh Hằng Quỷ Sứ và khôi phục lại chính quyền riêng. Nhìn thì có vẻ là tốt và nhiệm vụ của Khang đã sắp hoàn thành, thế nhưng mọi thứ thì không hề đơn giản. Có thể thấy là hầu như sau khi 8 bộ tộc lớn của tà giới giành lại được chính quyền thì những bộ tộc nhỏ hơn cũng nối gót làm theo. Tốc độ và thời gian thành công cũng là nhanh đến mức bất ngờ. Quan lại và binh lính của Vĩnh Hằng Quỷ Sứ tuy có chống cự nhưng mà vô cùng yếu ớt và hầu như không đáng kể. Cái điều này làm cho Khang dấy lên một mối nghi ngờ trong lòng. Không biết liệu có phải tên yêu vương cố tình bỏ đất lui về địa bàn để chờ thời biến hay lập một kế hoạch tiến chiếm Bình Định khác hay không? Nói đúng ra cũng chẳng phải nghi ngờ, mà thật ra là Khang vốn đã biết hắn ta cố tình cho rút quân, giả vờ nhường lại đất đai cho cựu quyền, để khi bọn chúng lên nắm quyền, thể nào cũng sẽ tự sâu xé lẫn nhau. Vì mưu đồ là cố tình vẽ biên giới các bộ tộc tà giới bị sai lệch, có phần chồng lấn lên nhau để tạo ra cái sự mâu thuẫn có hiểm khích về lãnh thổ. Đối với một quốc gia, một vương quyền thì mất đất không khác nào mất đi danh dự, nên chắc chắn là những người cầm đầu các bộ tộc sẽ đứng lên để đòi lại những vùng đất bị chồng lấn và đang thuộc diện tranh chấp kìa. Chỉ cần ở ngoài kích đều cho mâu thuẫn của các bộ tộc lên cao, rồi nhìn chúng tự sâu xé lẫn nhau, làm tán mỏng lực lượng của bọn chúng. Đợi khi trâu mỏi ngựa mệt, người người đuối sức vì chiến tranh, thì tên yêu vương sẽ thống lĩnh 100.000 hùng binh, quét sạch liền một cõi. Trong tình thế đó, tà giới chắc cũng không còn đủ sức và lực để tự mình có thể phòng thủ. Và một khi nơi này thất thủ thì chính nhân giới của loài người sẽ lại là mục tiêu tiếp theo. Thật ra là cái điều lo lắng của Khang suốt từ đó đến nay chỉ có một: làm sao cho bộ tộc đoàn kết lại với nhau và không xảy ra nội chiến thì mới là tốt nhất. 6 đoàn sứ giả ngoài mặt đã tới muốn kết minh, nhưng mà ý đồ thực sự của bọn họ là muốn lôi kéo sự ủng hộ của Hồ tộc về phía của chính bản thân mình, để mượn danh Hồ tộc chiếm thế thượng phong trên chiến trường cũng như là bàn đàm phán. Khắp tà giới có hơn cả 100 bộ tộc nhỏ sống rải rác. Dĩ nhiên là địa bàn cư trú không liền nhau, thế cho nên xung đột là điều rất khó tránh khỏi.
Chỉ trong vòng có gần một năm ngắn ngủi, khắp tà giới đã xảy ra khoảng trên dưới 30 cuộc xung đột giữa các bộ tộc láng giềng. Mâu thuẫn ban đầu chỉ nằm ở vấn đề đất đai vùng biên giới, nhưng mà dần ra thì nó không còn đơn thuần như vậy nữa. Mọi thứ đã nhanh chóng đẩy lên thành chiến tranh toàn diện. Có hơn 20 bộ tộc nhỏ bị các bộ tộc khác thôn tính. Tình cảnh đúng quả thật như Thụy nói, thật không khác nếu mà so với thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc năm xưa. Thám báo vẫn truyền tin về đều đặn, còn số thương vong thiệt hại của mỗi bên đang ngày càng tăng. Điều này khiến cho Khang càng thêm canh cánh. Nếu như mà dân số của tà giới giảm đi quá nhiều thì coi như Vĩnh Hằng Quỷ Sứ chưa cần đánh thì bọn họ cũng tự bại rồi. Đất rộng người thưa, muốn quản lý đất đai e rằng rất khó. Sáng ngày hôm sau, Khang vẫn ở trong quân doanh làm việc thì từ bên ngoài lính truyền tin đã tức tốc chạy vào trong trước mà báo. Báo, bẩm đại nguyên soái, sứ giả của Sa tộc xin cầu kiến. Tin này công chúa và phò mã đã biết chưa? Dạ bẩm, công chúa và phò mã đã biết trước rồi ạ. Tốt, cho người lui. Tên lính truyền tin vừa bước ra ngoài thì Thụy cũng vén màn chui vô, trên tay vẫn còn cầm một cái bánh bao ăn ngon lành. Nó ném cho Khang một quả ngô luộc rồi mới nói: Mai nhớ lên triều tiếp sứ nghe mày, lần thứ 7 rồi đó. Thụy nói rồi cười khà khà đi ra, tiếp tục thao luyện binh mã. Bây giờ nó đã là kim đao phò mã của Hồ tộc, địa vị dưới một người nhưng mà trên vạn người là có thật. Tuy vậy nhưng mà ở trong quân nó vẫn là cấp dưới của Khang. Anh mới quan sát bản đồ thêm lần nữa, dựa theo tình hình thám mã báo về trên khắp tà giới mà cập nhật lại bản đồ chi tiết. Vừa vẽ anh vừa lào bảo: Xà Vương đang thất thế, nguy cơ vong quốc rất cao, sứ tới đây chắc cũng chỉ là xin cứu viện. Má, cái bọn này thiệt tình, dừng mỡ đi đánh nhau xong không lại kêu người ta kêu cứu, mắc mệt thật sự chứ. Nói thì nói vậy thôi, chứ Khang bắt buộc phải đứng ra thay công chúa để tiếp đón sự đoàn sứ đó. Dù trong lòng quả thực sự là không muốn một chút nào, nhưng mà đây là chuyện bang giao chứ không phải là cái trò còn nít. Anh bước ra ngoài trướng, tập hợp đội lễ binh, chuẩn bị cờ xí đón tiếp trang trọng theo nghi thức cấp nhà nước cho ngày mai. Mọi công tác gần như xong xuôi hoàn toàn. Sẵn đó Khang cũng đi một vòng để kiểm tra tình hình tập luyện của binh lính xem sao. Khắp quân doanh toàn là trại lính, hiện tại nơi này đang có khoảng 4 vạn quân tinh nhuệ và gần 1 vạn tân binh mới nhập ngũ, còn đang được chúng tướng sĩ rèn luyện kỹ năng chiến đấu. Thụy sau khi phục chức thì đã chính thức nắm giữ đội chiến tướng trước kia do Đông đảm nhiệm. Còn bản Thông Đông thì được Khang giao cho quản lý 1,5 vạn hàng binh của Vĩnh Hằng Quỷ Sứ. 1,5 năm qua phải nói là Khang đã chui luyện được một lực lượng phải gọi là đáng kể. Ngoài số quân lính cho đóng ở kinh thành ra thì số quân được cắt cử đi phòng thủ ở những thành trì cửa ải hoặc các tuyến đường, đồn điền hay là cơ sở quan trọng cũng tương đối là nhiều. Tầm khoảng 5 vạn quân nữa. Bọn họ đều được chia ra cho 2,000 chiến tướng kia nắm quyền quân quản. Để có được đội quân gần 10 vạn người hoành tráng như vậy thì đó là một quá trình không hề đơn giản. Ngoài trưng thu mộ lính ở địa phương thì Khang còn thu nhặt hàng binh của Vĩnh Hằng Quỷ Sứ ra trình diện, cứu vớt cho những lê dân chạy nạn, đào tạo họ trở thành một người lính chính quy. Cộng thêm danh tiếng từ 2 trận đánh đã có sẵn từ trước thì số người từ khắp nơi đổ về đây tình nguyện gia nhập quân đội theo Khang mà đánh giặc giải phóng quê hương đất nước cũng nhiều lên trông thấy. Dĩ nhiên là địa bàn của Hồ tộc bây giờ đã được mở rộng ra rất là nhiều, thậm chí là còn chiếm cả 1/15 của diện tích đất đai tả giới. Với tiềm lực như vậy, nghiệm nhiên Hồ tộc của Khang đã là một trong những thế lực mạnh mẽ nhất thời bấy giờ. Anh mới dùng thiên nhãn quét sang một lượt thì thấy năng lực của binh sĩ càng ngày càng tăng lên, chứng tỏ việc thao luyện những môn công pháp anh dạy trong toàn quân là hết sức có hiệu quả. Ngọc thì lo hậu cần, còn Thu Quế thì đảm đương cơ quan thám báo và mật thám. Gần như là mọi cơ quan tối hậu ở mảng quân sự, Khang đều có người của mình nắm trọn hết cả. Như thế thì mới đảm bảo được mọi thứ trơn tru và hoạt động được tốt đẹp nhất. Anh mới vỗ vai Thụy khích lệ động viên. Khá, xem ra mày cũng biết cách rèn quân với phỏ mã. Tao tưởng mày chỉ biết xoa chân bóp vai công chúa thôi chứ. Thụy cười khà khà đáp lại. Thôi đi ba, ở trong cung chán bỏ mẹ ra, suốt ngày chỉ có ăn mới ngủ. Ở quân doanh với anh em tướng sĩ ngon hơn, vui hơn gấp bội. Sáng mà hưởng thụ đi, chứ ngoài kia đánh nhau to lắm đó. Mấy đoàn sứ giả tới liên tục, gần đây chắc mọi người đều biết cả rồi chứ. Tướng sĩ binh lính cũng đều gật gù xác nhận, bọn họ đều hiểu ý tứ của Khang, cho nên ai cũng hăng hái tập luyện, sẵn sàng để chiến đấu. Thấy không khí có vẻ hơi bị chùn xuống, nên Khang liền ra mệnh lệnh,
để khích lệ tinh thần của tất cả mọi người. Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Tất cả binh sĩ ở dưới cũng đồng thanh hô lên: Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Hay, bảo thợ dệt hai câu này lên trên quân kỳ, treo lên cao cho ba quân để được trông thấy. Đây chính là tôn chỉ tiên quyết của binh lính Hồ tộc. Tất cả đã rõ chưa? Rõ. Được rồi, mọi người tập luyện tiếp đi, tôi phải đi có việc. Sau khi hoàn thành mọi công việc trong ngày thì Khang tiếp tục trở lại trướng của mình theo dõi tình hình chiến cuộc. Trên xa hình là trận đánh của quân đội Xà Vương đấu với Mã Vương. Cả hai đều là những bộ tộc lớn trong tà giới. Nếu mà cuộc chiến này không mau chóng kết thúc thì rất dễ thúc động thêm những cuộc chiến khác kéo theo. Lúc này anh đang đau đầu, không biết phải trả lời sứ giả ngày mai như nào cho phải lẽ. Từ chối phũ phàng quá thì e là không được rồi, nhưng mà cũng chẳng thể nào lại đi kết liên minh với họ để cổ vũ việc bạo lực đánh nhau. Khang chỉ muốn tả giới phòng thủ ngoại xâm thôi, chứ không phải là đem quân chém giết như thế này. Dĩ hòa vi quý, ngày mai cố khuyên cả hai bên cùng lui quân, bảo toàn lực lượng là đẹp nhất. Nghĩ đến đó thì Khang leo lên giường và nhắm mắt đi ngủ. Ngày hôm sau, trên buổi thiết triều tiếp sứ giả, Khang được đứng đầu ở hàng quan võ. Thu Quế thì đứng đầu ở hàng quan văn. Phía bên trên là công chúa Tiêu Tình đang ngồi ở ngai vàng chiếm trệ nhiếp chính. Lát sau, quan truyền tin báo sứ thần đã đến trước cổng điện chờ tiếp kiến. Tiêu Tình mới gật đầu, còn không quên truyền chỉ: cho mời sứ giả của Xa Vương vào. Bên ngoài, ban truyền tin hô to: triệu sứ giả Xa Vương vào yết kiến. Ngoài sân rồng có một viên quan văn, đầu rắn, đầu đội mão tước, trần bện nhất phẩm hài đang đi khoan thai từng bậc thang một để tiến vào trong điện. Người này dáng mạo có phần thấp bé, ánh mắt sắc lạnh, đặc trưng của loài bò sát điển hình. Nhìn thấy quân chủ của Hồ tộc chuyển một cô thiếu nữ tuổi còn chưa quá đôi mười, ánh mắt của viên sứ giả nọ có đôi chút bất ngờ, không tin tưởng. Nhưng mà dù sao đã đến đây, trong tình cảnh này rồi thì đành phải tạm thời nhẫn nhục. Ông ta phất tay áo cho chỉnh tề, quỳ xuống bằng một chân và bắt đầu hành lễ. Sứ thần Xà tộc xin thỉnh an Hồ Vương, kính chúc Hồ Vương sức khỏe may mắn. Hắn ta cúi người xuống, tay chắp trước ngực tỏ vẻ trịnh trọng. Xem ra tên sứ thần này cũng có chút hiểu biết, không giống như các tên trước đi sứ đến đây. Tiêu Tình hắng dạo một tiếng và đáp: quả nhân miễn lễ, quý sứ hãy bình thân, tộc chủ của quý tộc vẫn khỏe chứ? Thật ra hỏi là để làm cho ra cái phương thức và cốt cách ngoại giao thế thôi, chứ ai cũng thừa biết tộc chủ của Xà tộc đang bị đánh đến nỗi chạy dài, lui về thành cố thủ và đợi quân tiếp viện. Sắc mặt của viên quan sứ kia vẫn không có chút thay đổi. Ông ta đứng dậy chắp tay đáp: tạ đại vương, vương chủ tôi vẫn khỏe, có điều do bận trăm công nghìn việc nên long thể có phần suy nhược ít nhiều. Thụy tuy là chứng kiến quen rồi cái cảnh bang giao chào hỏi như thế, nhưng mà cũng không chịu nổi, không nhịn nổi cười khi nghe viên quan sứ kia nói: cái gì mà khỏe chứ, sao bị quân của Mã tộc đuổi giết đến nơi rồi còn ở đó mà lớn giọng. Thụy vừa che miệng cười khúc khích vừa nói nhỏ: cái gì mà long thể bất an chứ, nghĩ mình là long tộc chắc xa thể mới hợp lý. Cứ nghĩ là nói nhỏ như vậy thì không ai nghe thấy được, nhưng mà không ngờ lỗ tai của tên quan viên sứ này thính thật đó. Hắn ta nghe rõ mồn một những gì Thụy vừa nói, thậm chí còn liếc mắt lườm anh một cái để đe dọa. Thụy thấy đối phương nguyết mình như vậy, anh cố gắng nghiêm túc giả lờ đi, làm ra vẻ không có gì, chứ thực ra trong bụng nó thì cho rằng tên quan văn trói gà không chặt đó sức mấy mà dọa được ai. Một đấm thì hơi thiếu, nhưng mà một đá thì lại hơi thừa. Nếu hiện tại không phải đang thiết triều và lại hắn ta đang làm hoạt động băng giao, thì cái lướt mắt vừa rồi đủ khiến Thụy tẩn cho hắn một trận vì láo toét. Khang biết là bạn mình làm bậy mới đằng hắng một tiếng nhắc nhở. Ở bên trên, Tiêu Tình tiếp tục tra hỏi: quả nhân nghe nói tộc chủ của quý tộc đang giao tranh với người Mã tộc, đúng hay chăng? Dạ, bẩm đại vương đúng ạ. Thế thì tình hình chiến trận ắt là cấp bách lắm rồi, cỡ sao Xà tộc chủ lại cử quý sứ đến đây vào đúng lúc này vậy? Tên quan viên sứ kia nghe lời Tiêu Tình nói, ẩn ý là đang muốn đuổi khéo mình. Vốn đã thừa biết mục đích của bản thân tới đây rồi, nhưng mà vẫn cố tình hỏi khó. Vậy nữa anh ta dù sao cũng gọi tộc chủ Hồ tộc là Hồ Vương. Một tiếng đại vương, hai tiếng cũng là đại vương.
Thế nhưng mà Tiêu Tinh ngoài miệng xưng là quả nhân, trong khi chỉ gọi chủ công của hắn ta là xà tộc chủ. Ý tứ coi thường đã quá rõ rồi còn gì. Hồ tộc tự nhận mình không còn đơn thuần là kẻ đứng đầu một tộc trong tà giới nữa, mà đã kiến quốc xưng vương, xem mình là chúa tể trong tất cả chư hầu đang cát cứ. Còn các tộc khác chỉ là tiểu thuộc bé nhỏ hay sao? Dù trong lòng đang lửa giận bừng bừng, nhưng hắn ta không dám thổ lộ cảm xúc ra mặt. Cũng đã cố gắng diễn xuất lắm rồi, nhưng mà với khả năng yếu kém đó thì làm sao có thể qua được thiên nhãn của Khang cùng với Thù Quế. Hắn ta nuốt nước bọt, cố gắng tỏ ra là mình ổn, rồi mới từ tốn trả lời. Đại vương của tôi vì muốn đánh đuổi quân giặc bạo ngược, ngang nhiên xâm phạm lãnh thổ cha ông để lại. Nay tình hình giằng co, khó hồi phân thắng bại. Thế nên muốn cùng với hồ tộc hội minh để đánh cho tan tác đám ngựa hoàng hèn kém. Sau khi đại sự đã thành, xin cắt một châu bốn quận để làm vật trao đổi. Lần này thì không chỉ riêng một mình Thụy cười nữa, mà gần như là toàn bộ cả hai bên văn võ đều bật cười theo. Tiếng cười kiểu xem thường cứ rộ lên từng chập, làm hắn ta có phần mắc cỡ, nhưng vẫn phải cố gắng tỏ ra là mình không cảm thấy gì cả. Các vị văn võ bá quan thái độ như vậy là ý gì đây? Đây là phép băng giao của hồ tộc từ xưa đến nay đó hả? Khang mới liền giơ tay lên, ra hiệu cho viên quan sứ kia ngừng nói rồi đáp. Không phải, chúng tôi cười là vì lý do quý sứ nói ra nghe có phần cường điệu và không hợp lý cho lắm. Tên kia mặt bắt đầu đỏ, không cần hỏi han tên tuổi kẻ đang chất vấn mình mà liền nôn nóng hỏi lại. Cường điệu chỗ nào, không hợp lý chỗ nào chứ? Khang mới tiếp. Ê, đừng có nóng, để tôi nói ngài nghe. Lời ngài nói cường điệu ở chỗ, cái gì mà tình thế giằng co khó phân thắng bại chứ? Trong khi đó thám mã chúng tôi truyền tin về cho thấy quý tộc đã thất trận, phải lùi vào thành cố thủ đợi viện binh. Tôi đoán nếu như lần này ngài đi về tay không thì chắc là xà vương điện hạ gì đó. Thật khó mà nói. Bá quan văn võ nghe lời Khang nói thì đều gật gù tấm tắc. Thật ra câu nói này của Khang có hài nghĩa. Cái khó nói đầu tiên là nếu đi sứ xin cứu viện thành công thì khi xuất quân đến cũng chưa chắc là xà vương còn sống để đợi được. Còn cái thứ hai là họa may tên xà vương gì đó còn sống đi, nhưng mà lỡ không mời được viện binh ứng cứu thì chắc gì cái đầu của viên quan sứ nhỏ nhoi vẫn còn nằm được ở trên cổ. Đang ở thế thua, bị dồn vào đường cùng, quân vương bất lực sẽ dồn sự tức giận của mình xuống thuộc hạ. Điều này còn phải nói nữa sao? Ai cũng hiểu, và kể cả là tên viên quan sứ kia cũng thế. Hắn ta không ngờ là hồ tộc có thể nắm bắt tin tức nhanh đến như vậy. Đó cũng chính là nhờ vào cơ quan mật thám do Thu Quế điều hành và đảm nhiệm. Những lời lẽ hòa mỹ mà tên quan viên sứ kia dày công chuẩn bị đã nhanh chóng bị Khang dùng thực tế phũ phàng thổi bay đi tất cả. Trước mặt hắn giờ đây không chỉ là những tràng cười, những lời xì xầm chê bai chế giễu, mà còn thậm chí có người lên tiếng mỉa mai đầy trầm trọng. Hay là ngài thôi đừng về xa tộc nữa, hồ tộc chúng tôi tuy không phải quốc gia giàu có gì nhưng mà có đủ chốn dung thân cho ngài mà. Bị sỉ nhục công khai giữa triều ca như vậy, thật không còn gì bẽ mặt hơn nữa. Xem ra khỏi cần hỏi, cũng thừa biết là chuyến đi sứ tới hồ tộc lần này coi như là công cốc rồi. Đã thế thì hắn ta cũng không nể nang hay khách sáo gì nữa, chỉ mặt một lượt từng đám quan văn còn võ hai bên rồi chửi. Các người cậy đông ăn hiếp yếu, bổn sứ thân cô thế cô, không cách nào đối chọi được với đám người bọn người, hôm nay đánh bẽ mặt quay về. Nếu như đại vương ta còn sống, ta thề sẽ bảo ngài ấy đem quân đi hỏi tội các người. Nghe những lời này được thốt ra bởi miệng một tên quan văn trói gà không chặt, cũng khiến cho Khang có chút gì đó cảm phục. Át hẳn nói ra được những lời này thì hắn ta cũng không còn thiết cái mạng của mình nữa rồi, mà chỉ muốn chửi cho sướng cái miệng mà thôi. Tiêu Tinh ngồi ở trên đó lặng lẽ quan sát, chứ không hề tham gia vào màn đối chất. Với lại cô có biết cái gì đâu mà nói. Số quan văn khi nãy còn cười to thì bây giờ im bặt. Như một vài quan võ nghe thấy thế lớn tiếng chửi lại, đòi ăn thua cho đủ với người ta. Khang nháy mắt cho đông ra hiệu tất cả thuộc tướng đều phải bình tĩnh. Lúc này anh mới giải thích. Xà viên sứ ơi là xà viên sứ, cái mảnh đất các ông tự nhận là của mình, vốn là trước đây tên yêu vương cai trị đã cố tình vẽ lại tạo thành những phần biên cương có lãnh thổ chồng chéo lên nhau, nhằm để các quốc gia láng giềng có cớ vịn vào mà kiếm thêm đất hợp pháp. Mà dĩ nhiên là đâu bên nào chịu nhường bên nào đâu. Hắn ta biết ai cũng tham nên mới làm như vậy, vốn để kích động hiềm khích, rồi hai bộ tộc kéo quân sang tàn sát lẫn nhau mà thôi.
Lẽ nào các bậc trí giả hiền nhân của xà tộc lại không cách nào nhìn ra được thủ đoạn đơn giản ấy sao? Nói cho ngay thì thật ra là bọn họ đều nhìn ra. Thế nhưng mà tham, quả thật yêu vương dùng chiêu bài này cao tay thật sự, đánh vào bản tính muốn chiếm hữu và lòng tham vô đáy của con người, từ đó có thể khơi mào kích động, xảy ra chiến sự làm cho suy yếu đối thủ. Do tham đất tham tài nguyên nên bên nào cũng muốn dựa vào tấm bản đồ sai lệch chồng lấn để cố gắng giành được phần lợi to nhất về cho bản thân mình. Thành ra mới dẫn đến kết cục như vậy. Cái khó là ở đây nếu như nói là không ai biết thì khác nào nhận cả xà tộc từ trên xuống dưới đều là bị ngu, khác nào tự chửi bản thân mình. Nhưng mà nếu nói mình nhìn ra âm mưu của yêu vương nhưng mà vẫn mắc bẫy thì lại vô tình thừa nhận là mình tham lam, tiểu nhân, tham lợi nhỏ để rồi bản thân chuốc phải họa lớn. Khang đã dồn sứ thần với cái thế nhận cũng không được mà không nhận cũng không xong, chỉ còn biết cách mặt trai im lặng, không phát biểu, mặc cho đối phương muốn suy nghĩ như thế nào cũng được. Thấy đối phương hầu như đã không còn đường nào có thể chống chế được nữa, thế nên Khang chuyến này quyết tâm lập bài ngửa luôn một thể. Thà chính anh nói ra còn hơn để đối phương phải thừa nhận trong nhục nhã ê chề là do các vị tham cái mảnh đất do tên yêu vương cố tình thêu dệt, làm sai lệch ma thành. Các vị có tư tưởng bá quyền, muốn bành trướng lãnh thổ, thống nhất tà giới để trở thành bộ tộc mạnh nhất thế gian, nên mới chịu điều binh khiển tướng bước vào trận chiến một mất một còn. Bây giờ không những không đánh lại được mã tộc, lại còn bị quân binh đuổi theo truy sát, thì đó chính là hậu quả của việc tham lam mà các vị phải chịu. Chúng tôi không thể chấp nhận yêu cầu hội minh này được đâu, xin sứ thần thông cảm cho. Ở trên, Tiêu Tinh công chúa cũng nhìn xuống gật đầu. Cô còn nói thêm một câu chốt hạ để kết thúc buổi thiết triều tiếp sứ: mời quý sứ về phòng riêng nghỉ ngơi, đầu bếp sẽ sớm chuẩn bị thức ăn cho người tẩm bổ. Ngày mai ta sẽ cho người chuẩn bị xe ngựa, lương thực cùng cả một ít tiền lộ phí đi đường, giúp sứ thần hồi hương. Bãi triều. Nói xong thì Tiêu Tinh bước vào trong trướng, Thụy cũng rón rén theo sau. Ở bên ngoài, tên sứ thần cũng tức giận, khuôn mặt hùng hùng hồ hồ bỏ đi, không thèm chào hỏi ai hay nói năng một lời nào. Đồng bên này tiến lại gần chỗ Khang định cất tiếng hỏi, nhưng mà anh đã ngăn tay lại và trả lời ngay: khỏi nói đi, tao biết mày muốn hỏi gì. Con người này bản tính thù dai khó đoán, cũng tại tao hơi quá lời cùng thái độ các vị văn võ bá quan, làm cho hắn ta cảm thấy bản thân củng cố có bị sỉ nhục, thành ra trong lòng đã sớm sinh hận rồi. Hy vọng tương lai kẻ này không gây ra đại họa cho ta. Về doanh đi. Khang trở lại quân doanh của mình, tiếp tục cho rèn giũa quân đội và đúc luyện vũ khí chiến giáp. Tính ra mà nói, câu chửi mà tên quan viên sứ kia thốt ra mắng nhiếc sĩ phụ văn võ giữa triều cũng đủ khiến cho bản thân hắn phải rơi đầu rồi. Ấy vậy mà không thể làm theo những gì mình nghĩ. Từ xưa đến nay, hai bên dù có giao chiến kịch liệt tê đầu cũng không giết sứ giả. Huống hồ đây chỉ là hoạt động bang giao bình thường, chẳng qua lời lẽ không thông nên dẫn tới chuyện lời qua tiếng lại, cũng chưa xứng đáng để hành động lỗ mãng, làm mất thanh danh hồ tộc trên khắp tà giới. Xem ra chuyện này không khéo, hắn ta cũng chẳng còn quê hương để có thể trở về. Khang vừa cảm thấy thương nhưng mà cũng lại cảm thấy tội. Thôi thì số kiếp con người hưng suy của một dân tộc thì hãy để cho ông trời quyết định lấy vậy. Chỉ là xem thử thiên mệnh có muốn diệt sạch xà tộc hay không mà thôi. Nếu không thì vẫn còn cơ hội có thể tái phục và xưng hùng cát cứ một phương như cũ. Cái đó thì để từ từ sẽ tính. Ngồi trên xe ngựa, khi mới vừa ra khỏi hết địa bàn của hồ tộc thì lúc này tên viên sứ kia mới bắt đầu phát tiết. Hắn ta đấm thủng cả vách xe, làm cho phu xe cũng cực kỳ bất ngờ. Năm ngón tay bắt đầu rướm máu đầm đìa. Tên phu xe nhìn thấy như vậy, trong lòng vô cùng lo lắng, vội vàng cho dừng xe lại ngay. Tên viên sứ mới quát: ai lệnh cho ngươi dừng xe? Bẩm, tiểu nhân thấy tay đại nhân chảy máu nên muốn giúp đại nhân băng bó vết thương. Ta không cần, đi tiếp cho ta. Phu xe nghe thấy vậy đành cắn răng cho xe tiếp tục chạy. Lúc gần về đến thành thì hắn ta xuống xe, lợi dụng đêm tối ẩn nấp, tìm cách vào lại bên trong. Xà vương thấy thuộc hạ đi sứ đã về, trong lòng hết sức là hấp tấp và hy vọng. Ông cùng vài viên tướng hớt hải chạy tới chỗ viên quan sứ hỏi lìa lịa: tình hình thế nào rồi? Hồ tộc có chịu giúp chúng ta không? Viên sứ như nghẹn lại trong lòng, nước mắt đã giàn giụa bên đôi gò má. Bẩm đại vương, thần bất tài vô năng, không thể thuyết phục được họ liên minh ứng cứu, thần nguyện lấy cái chết để tạ tội. Xà vương cùng chúng tướng nghe được tin này, trong lòng vô cùng thất vọng. Thậm chí là một số người còn tuyệt vọng hơn nhiều, tính chuyện lén mở thành đầu hàng để mà tìm cơ hội sống sót. Những kẻ đó xà vương đều lập tức cho chém hết thảy. Ông diều viên quan sứ của mình đứng dậy:
Không sao, nếu mà ý trời đã muốn ta chết thì thôi cũng không cần phải cố nữa, cứ để thuận theo thiên mệnh đi. Trung tướng nghe được câu này, ai nấy cũng quỳ rạp xuống nức nở theo. Chủ công, thuộc hạ theo chủ công đã lâu, chưa bao giờ thấy chủ công khiếp nhược như thế, xin người bình tĩnh tiếp tục nghĩ kế sách ạ. Kế sách sao? Nếu như ông trời cho ta mượn thiên minh thiên tướng thì may ra, còn không chẳng còn cách nào đâu. Tình thế hiện tại của đội quân xà tộc đúng là nghìn cân treo sợi tóc. 3.000 tinh binh cố thủ trong thành chờ đợi quân tiếp viện tới ứng cứu. Đằng này quân tiếp viện cho đi mời cũng chẳng thấy đâu nữa. Lương thực ở trong thành dường như sắp cạn, thì giặc chưa cần đánh, trong quân cũng đã tự loạn vì đói rồi. Viên quan sứ mới về nên có chút quan sát được tình hình trận địa, hắn ta mới nói: nếu thế chúng ta chỉ còn một cách duy nhất, liều chết mở đường máu để tìm đường thoát cho đại vương thôi. Chúng tướng nghe thế đều đồng thanh hô lên: phải đó, phải mở đường máu cho chủ công thoát nạn. Xà vương nghe lời thuộc hạ nói như vậy mà lòng vô cùng cảm kích, ông vỗ vai từng người mới đáp lại: ta sống nhưng các vị đều chết thì lấy ai giúp ta hoàn thành đại nghiệp chứ. Chuyện này thôi không cần nhắc đến nữa, hãy để ta chết theo đúng uy nghiêm của một quân vương đi. Trong lúc tất cả dường như tuyệt vọng, không còn chút đường lui nào, thì ở bên ngoài cổng có một tên thám mã tức tốc chạy vào, vấp ngã đến tận 2-3 lần. Hắn ta cấp báo đến độ miệng còn không kịp thở: Báo, mật thám truyền tin về xác nhận tộc chủ Mã tộc Thần Trinh chủ ý đánh trận công thành cuối cùng để tiêu diệt toàn quân ta. Soái trại của Mã tộc cách đây chỉ 5 dặm đường. Chủ công, người mau chạy. Tin dữ truyền về khiến cho ai cũng rụng rời cả tay chân. Tất cả đều xem như hy vọng sống của mình gần như đã không còn rồi. Xà vương cười nhạt, ngửa cổ lên trời xanh mà than trách: cuối cùng ngày này cũng đã tới, ông trời quả muốn triệt đường sống của vương ta. Trước viễn cảnh u buồn mất hết nhuệ khí của toàn quân, quan viên sứ bóp tay thật mạnh, cố cắn chặt môi. Hắn ta nói mà trong lòng như bùng lên lửa giận: các người im hết đi, than khóc cái gì chứ, đây là khí chất của tướng sĩ đánh trận xa trường sao? Một con vằn nhỏ nhoi trói gà như ta đây còn không sợ chết, các người sợ cái gì? Tiếng hét đầy hùng hồn đã lấn át hết toàn bộ những âm thanh ai oán khóc lóc trong toàn quân. Nói đúng ra là bọn họ cảm nhận được bá khí phát ra từ người này. Không ai bảo hay, tất cả đều cùng nhau im lặng. Viên quản sứ chắp tay kính cẩn trước xà phường mới tiếp tục nói: bẩm chủ công, thưa các vị huynh đệ chiến sĩ, mọi người đành lòng ở trong thành để đợi giặc công đánh, rồi bắt trói hành hạ sỉ nhục và chết một cách vô cùng tức tưởi sao? Sau lưng chúng ta còn có bách tính xà tộc, thua trận này rồi chúng ta đều chết hết thì thôi đi, không nói. Nhưng còn các vị hương thân phụ lão thì sao? Đàn bà con gái, trẻ con người già, các huynh đệ nhẫn tâm nhìn thấy cảnh bọn họ bị hiếp, bị giết, bị bắt khổ sai làm nô lệ cho đám giặc khốn kiếp đó cả đời à? Tất cả đều đồng thanh hô to: không có. Tốt, nói luôn cho mọi người biết, Hồ tộc coi thường chúng ta nên mới không chịu xuất quân ứng cứu. Thay vì ở đây chờ chết, sao không đánh một trận hoành tráng rồi về với tổ tiên? Có chết thì cũng phải chết cho đáng, chết trên chiến trường da ngựa bọc thây mới xứng bậc trượng phu chứ. Những lời nói của anh ta như đã đánh thức được lòng quyết chiến của toàn bộ binh sĩ. Đến xà vương là người chủ động muốn buông bỏ chịu chết, nhưng mà khi nghe những lời này cũng bắt đầu tỉnh ngộ. Trong lòng ông vô cùng cảm kích khi có được bầy tôi trung thành như vậy, ông mới hỏi: vậy theo như ngươi thì quân ta nên đánh theo cách nào đây? Viên quan sứ nhìn về phía doanh trại của Mã Vương, ánh mắt hẳn lên rõ lửa giận: 3.000 binh lực, nếu chia thành hai đạo quân đánh thẳng hai đường thì sao? Một cánh nắm 2.000 quân mở công thành cảm tử quyết chiến với giặc, 1.000 quân kia nhân lúc chiến sự hỗn loạn kéo quân công đánh thẳng vào soái doanh, bằng mọi giá phải hạ sát cho được tộc chủ của Mã tộc. Coi như thế sinh mạng của 3.000 tướng sĩ mới không uổng phí. Toàn bộ tướng lĩnh sau khi nghe xong kế hoạch đều nhận định được rằng dường như đánh như vậy hai cánh quân chỉ có đi chứ sẽ không trở về được. Nhưng dù biết đã nắm chắc cái chết trong tay, giờ họ cũng chẳng còn nao núng gì nữa. Cái cốt yếu là làm cách nào để đảm bảo an toàn cho xà vương thoát khỏi vòng vây. Viên quan sứ kia lại nói tiếp: 2.000 anh em huynh đệ này chính là con mồi để dụ giặc mắc mưu. Chỉ cần có huynh đệ kéo hết cánh quân của chúng ta tụ họp về một phía thì đại vương có thể thoát.
Nhưng làm thế nào để kéo được bọn chúng dồn lực tấn công vào cánh quân gặp tử kia chứ? Cá to chỉ cắn câu khi có mồi ngon tương xứng. Nếu như dùng một người nào đó mặc hoàng bào đóng giả thành đại vương, mở cổng thành dẫn quân khiêu chiến thì sao? Vừa nghe đến đây thì ai nấy cũng tấm tắc khen, đây đúng là diệu kế rồi. Nếu là chủ tướng của địch xuất trận liều chết thì đừng nói là kẻ địch. Nếu như chính bản thân các vị tướng quân ấy là kẻ bao vây, nhất định cũng sẽ kéo quân tập trung lại mà thôi. Giết được chủ tướng của giặc, công lớn tựa ngàn vàng, ai mà chẳng muốn cầm thủ cấp của tộc chủ kẻ địch để đi lĩnh thưởng chứ. Chỉ cần là vở kịch này diễn đạt thì 1.000 quân kia có thể thoải mái xuất thành đi thẳng đến soái doanh của tộc chủ Mã tộc rồi quyết một phen sống mái. Cùng lắm thì ngọc đá cùng nát, người chết ta vong mà thôi. Kế hoạch dường như đã suy nghĩ xong xuôi, bây giờ chính là phần phân chia nhiệm vụ. Xà Vương cởi hết lăng bào trên người ra mà hỏi, có vị anh em huynh đệ nào dám bước lên đây mặc tấm hoàng bào này của cô gia hay không? Không gian đột nhiên im lặng đến lạ thường, cho đến khi một vị phó tướng ở bên dưới giơ tay lên tiếng. Chủ công, tôi xin đóng giả làm người để thu hút lực lượng của địch. Xin chủ công hãy chém được đầu của Mã tộc chủ, tế bái vòng linh anh em nghĩa sĩ tử trận tại đây. Nói rồi viên phó tướng đó cởi bộ chiến giáp của mình ra, sau rồi mặc bộ hoàng bào của Xà Vương vào người. Anh ta ướm thử trông cũng rất là vừa vặn, khuôn mặt vừa hay lại có nét hào hào giống với chủ tướng của mình. Xà Vương cười, anh ta cũng cười. Ông nói, nếu như ngày mai ta còn sống trở về thì sẽ không quên những anh em huynh đệ đã xả thân ngày hôm nay đâu. Xà mỗ ta xin thề. Xà Vương hạ mình quỳ xuống trước ba quân cảm tạ. Toàn bộ binh sĩ thấy vậy cũng quỳ xuống theo cảm khái. Chủ công, tôi xin thay người thống lãnh 2.000 huynh đệ còn lại cùng các anh em phó tướng xông pha ra ngoài giết giặc. Ngài hãy đem 1.000 tinh binh cùng toàn bộ chủ tướng đi giết giặc đi. Hãy nhớ nhất định phải khôi phục lại Xà tộc cường thịnh năm nào. Các huynh đệ, Xà mỗ tôi hôm nay xin ghi lòng tạc dạ câu ấy. Sau khi đã bố trí xong xuôi, tất cả mới vào vị trí. Binh lính trên thành gióng trống khua chiêng để thị uy sức mạnh và làm cho đối phương chú ý. Số khác thì tập hợp trước cổng thành chờ đợi. Bên ngoài quân của Mã tộc cũng đốt đuốc sáng lên. Xà Vương sau khi mặc bộ chiến giáp của viên phó tướng kia rồi lên ngựa cùng 1.000 quân ra cổng bắc chờ trước. Phía bên này, cổng tây, cánh cửa cũng bắt đầu mở ra. Viên phó tướng kia vung đại đao hô lớn, các huynh đệ xông lên nào, cùng Xà Vương ta tử chiến với giặc một trận cuối cùng, xung phong. 2.000 binh sĩ ùn ùn kéo ra xông thẳng vào phòng tuyến của địch mà đánh một cách vô cùng quyết liệt. Trước khi xuất thành thì bọn họ đều đã điểm hết tử huyệt trên cơ thể mình để có thể bộc phát ra sức mạnh tối đa của bản thân. Sức chiến đấu của họ giờ đây mạnh gấp 10 lần so với trước rồi. Bọn họ chiến đấu quả cảm, vừa mới bước ra thôi thì cổng thành đã đóng chặt lại, xem như là đã không còn đường lui nữa rồi. Hôm nay giết được một mạng thì huề vốn, còn giết được 2 mạng, xem như là đã có lời rồi. Tất cả đều không mong cầu gì hơn. Các viên phó tướng đều xông tới nhắm thẳng vào chỉ huy của giặc ở hàng sau mà công kích không ngừng. Một mũi yêu giáo từ sau phóng tới cực nhanh, đâm xuyên qua người viên chủ tướng, khiến cho anh ta không kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Toàn thân mới đổ ầm xuống dưới đất, tắt thở mà không kịp nói năng. Ba quân thấy phó tướng đã giết được tướng giặc cũng hăng hái liều chết chiến đấu. Các viên phó tướng còn lại hô to, tướng giặc đã chết rồi, lòng quân giặc đã loạn, tất cả xông lên giết. 2.000 tướng sĩ hỗn chiến với gần 1 vạn đại quân đang hốt hoảng vì không còn biết nghe mệnh lệnh của ai. Bọn chúng chỉ còn biết trông chờ vào những viên tướng còn lại, nhưng mà chính bọn chúng cũng đang bất ngờ và không biết phải làm sao. Đại quân cứ thế liền bị đánh cho tan tác bầm dập. 2 viên tướng còn lại thấy lòng quân đã loạn, không thể điều khiển được nữa nên đành phóng ngựa hô to, quân giặc cùng đường liều chết tấn công, cánh quân bên ta đại thế đã mất, địch đang tràn lên, mau mau bắn pháo sáng, xin các mặt khác xua quân đến hiểm trợ đi. Ở trên đài lập tức bắn ra một chùm pháo sáng làm ám hiệu. Số binh mã bố trí ở 3 cửa còn lại nhận được tin đối phương tập trung hết binh lực để mở đường máu cho Xà Vương chạy trốn. Kẻ nào cũng ham hố lập công nên kéo cánh quân của mình đi ngay mà không có một chút do dự, thậm chí là còn lo sợ bản thân tới trễ không khéo là mất phần. Chỉ trong vòng có vài phút ngắn ngủi, gần như toàn bộ binh lực 2 mặt thành còn lại cũng đã rời bỏ vị trí để đi chi viện. Xà Vương trong này nán lại đợi thêm ít lâu nữa cho chắc chắn thì bên kia có âm thanh phát lại, bảo vệ chủ công, quân giặc tiếp ứng quá nhanh quá gấp, phải tử chiến rồi. Ở trong thành 1.000 binh sĩ còn lại nghe vậy mà rơm rớm nước mắt. Lời nói này xem ra quân giặc đã mắc mưu điệu hồ ly sơn thật rồi.
Xa Vương gạt nhanh dòng lệ, ra lệnh xuất thành tấn công. 1.000 quân tức tốc trong đêm, chỉ trong nửa canh giờ đã đến được soái doanh của giặc. Bọn họ mỗi người chuẩn bị hỏa tiễn và rồi bắn tấp nập vào bên trong. Chỉ trong chốc lát, lửa đã cháy lan ra nhanh chóng khắp cả doanh trại. Ở đằng xa nhìn tới, Xa Vương cũng nhìn thấy được đối thủ của mình. Ông ta thè cái lưỡi rắn để xác định vị trí của đối phương, sau đó vung đao ra lệnh. Toàn bộ binh sĩ xông lên tấn công. Kẻ nào giết được Mã Vương tộc chủ, ta sẽ phong 1.000 lượng vàng, thưởng vạn hộ hầu. 1.000 quân nửa đêm công thẳng vào trại địch, lửa thì vẫn cháy to không dứt. Nó lan sang tận kho chứa hỏa dược của soái doanh. Từng tiếng nổ vang trời phát ra như báo hiệu trận chiến sống còn đã bắt đầu. Xà Vương mới dùng xà thuật phóng nọc rắn vào người của đám quân giặc, cho bọn chúng ngã xuống chết cũng gần cả 100 tên. Mã Vương thấy kẻ địch tìm đến tận đây vì mình thì trong lòng cảm giác cực kỳ lo sợ. 5.000 tinh binh hộ vệ, phần thì chết cháy, phần thì bị chém trong đón loạn quân, nên giờ binh lính để hộ giá của anh ta dường như là không có. Xà Vương phi ngựa thẳng vào trong trướng của kẻ thù, rồi phóng thanh đại đao tới chỗ của Mã Vương. Vừa bước xuống ngựa, ông ta chỉ thẳng tay vào mặt kẻ thù. Mã Gia Phong, hôm nay trận chiến giữa ta và người chính thức được ấn định tại doanh trại này, chịu chết đi. Xà thuật nanh độc 100 năm xuất. Xà Vương phóng tới 5 chiếc nanh cực độc của mình công kích đối phương. Lần này một đấu một thì kỹ nghệ của xà tộc xem như là ăn chắc Mã tộc rồi. Tên tộc chủ mặt ngựa kia thấy nanh độc phóng tới liền vung chân đá đi. Xà Vương lập tức hóa hiện thành một con rắn lớn, trườn tới toàn xiết chết đối thủ của mình. Mã Vương cũng không phải là dạng vừa, hắn ta liền hí lên một tiếng vang trời để khiến đối thủ phải choáng váng. Lần này thì coi như phải quyết chiến thắng thua đến độ một bất một còn. Rắn đấu với ngựa, đánh trận tuy có thể không lại, nhưng mà đánh tay đôi một chọi một thì đằng khác. Từng đòn từng chiêu của rắn đều ẩn chứa chất kịch độc ở đằng sau. Chỉ cần không cẩn thận trúng một chiêu thôi cũng đủ khiến bản thân vong mạng. Hắn ta mới hóa thành một con ngựa đen tuyền cực đẹp, vì mưu toan định dùng một cước dẫm chết kẻ thích thức kia. Nhưng mà Xà Vương đã nhanh tay hơn, hắn ta tức tốc bò tới rồi dùng thân mình quấn chặt hai chi trước của đối phương, sau đó kéo tới thật mạnh. Chiêu này làm cho Mã Vương phải chơi với, và cũng chỉ chờ có thế, Xà Vương liền cắn một cú thật mạnh vào giữa yết hầu của đối phương. Độc tố lan truyền từ cổ lên tận não, rồi theo đường máu mà đi đến toàn bộ khắp lục phủ ngũ tạng. Chiều này thì thực sự là quá hiểm độc rồi. Mã Vương tử vong ngay hoàn toàn, không kịp nói thêm bất kỳ lời nào nữa. Xà Vương cầm đại đao lên, chặt đầu của đối phương, bước ra ngoài trướng giơ lên trên cao hồ lớn. Tất cả ngừng tay, đầu của Mã Vương các ngươi đang ở đây. Đạo quân ô hợp bao vây cổng thành, cũng bị quân ta đánh bại. Các ngươi còn không mau hàng để bảo toàn mạng sống. Binh lính thấy như vậy, chân tay đều đột nhiên bùn rùn, không còn sức chiến đấu nữa. Đã thế nghe tin đại quân vây thành cũng đã bị đánh hạ và sớm đã tới đây ứng cứu, thì xem như tất cả đã gần như suy sụp hoàn toàn. Bọn chúng không đánh nhau nữa mà chuyển sang quy hoàng Xa Vương. Xem ra lời nói dối trá của mình thực sự có tác dụng. Hắn ta tiếp tục ra hiệu: nếu đã chịu hàng, bỏ hết vũ khí cùng áo giáp, tất cả tập trung thành 3 đội, ta sẽ phân phong vị trí cho. Đám quân này tuy không phục, nhưng mà chủ tướng cũng đã chết, trung thành cũng không được gì, thà cố gắng nhịn nhục để giữ mạng còn hơn. Thế nên bọn chúng đều tuân lệnh, hạ hết vũ khí, tập kết theo khu vực chỉ định. Vài phút sau, khi đội hình đội ngũ đã đâu vào đó, thì tên Xà Vương mới chịu dở bộ mặt thật, gian xảo độc ác ra. Hắn ta cười to khoái chí: đám hàng binh vô tích sự, giữ cũng chẳng đáng là gì, phóng nanh độc, giết hết bọn chúng. Binh lính của Xà Vương liền tuân lệnh, đứng ở bên trên phóng nanh độc xuống như mưa, chút xối xả. Đám hàng binh của Mã tộc bấy giờ mới té ngửa, bản thân đã bị lừa thì quá trễ mất rồi. Người không mặc giáp và cũng không có một tấc sắt ở trong tay thì làm sao mà phản kháng. Toàn bộ binh sĩ cứ như vậy chết gục xuống mà dường như không làm được gì cả. Số linh can rớt ra được Xà Vương thu nhặt lại rồi phân phát cho thuộc hạ của mình. Xong xuôi, hắn ta kéo quân về đất của mình. Dọc đường đi có ngang qua ngôi thành cũ khi nãy, thấy lúc này chiến cục đã tàn. 2.000 binh tử trận kia bây giờ phơi thây nằm đó trông cực kỳ tội nghiệp. Chắc mầm rằng bọn chúng ở trong thành vẫn đang cho rằng kẻ mặc hoàng bào chết gục ở kia là Xà Vương thật sự,
nên đang ăn mừng cũng có khi. Giả Vương nắm chặt tay lại, siết cương phi ngựa đi, trong lòng thầm chửi: hãy chờ đó, rồi có ngày ta bắt Mã tộc các ngươi phải trở thành nô lệ. Cả bọn Hồ tộc đáng ghét kia nữa, ta sẽ không tha thứ cho đâu. Sau khi về lại lãnh thổ của mình, hắn cho dưỡng dân an bang để hồi phục quốc lực, tích cực sản xuất, thao luyện quân đội để chuẩn bị cho những trận chiến tiếp theo. Lần này do có sự chuẩn bị chu đáo và sách lược cầu toàn, thế cho nên đội quân của hắn ta chẳng mấy mà đã trở nên cực kỳ hùng mạnh và thiện chiến. Chỉ trong vòng có một năm ngắn ngủi, hắn đã gầy dựng nắm ở trong tay hơn 5 vạn đại quân, tiếp tục dưỡng sức dân thêm 2 năm nữa để có thời gian chuẩn bị. Phe này hắn ta nhất quyết đánh bại toàn bộ những bộ tộc khác để bản thân trở thành người thống trị hoàn toàn khắp cõi Tả Giới. Dĩ nhiên mục tiêu đầu tiên rơi vào tầm ngắm không ai khác chính là Mã tộc. Lần này hắn quyết tâm về quét sạch bộ tộc của kẻ thù để trả mối hận bị vây thành năm xưa. Và đúng là trời không phụ lòng người. Đại quân 12 vạn kéo ùn ùn vào Mã tộc, trên đường đi ngang qua lãnh thổ các bộ tộc nhỏ thì hắn ta cũng cho người công đánh, tiến chiếm và sáp nhập địa bàn của họ vào thành của mình luôn. Chẳng mấy chốc lãnh thổ của Xa tộc cũng được mở rộng ra, mạnh tương đương gần như là Hồ tộc. Nhưng có điều để đạt được thành tựu ấy, hắn ta dùng máu của binh sĩ để đổi lấy, chứ không giống như Khang là dùng nhân tâm để thu phục được lòng người quy thuận về mình. Còn về phía Mã tộc thì kể từ khi tộc chủ chết cho đến nay, nội bộ luôn liên tục vì tranh giành ngôi tộc chủ mà đấu đá lẫn nhau. Các con trai của Mã Vương dạo trước ai cũng là kẻ bất tài, nhưng mà đều có chung sở thích là quyền lực, thế cho nên mới diễn ra cái cảnh huynh đệ tương tàn, ngoại chưa đánh nhưng mà nội đã tự loạn. Nắm lấy thời cơ, Xà Vương chia 12 vạn quân của mình thành 6 đường khác nhau, một mực công đánh trực diện trên toàn bộ lãnh thổ. Do suốt 3 năm dòng dã lò đấu đá mà bỏ bê chính sự, thế cho nên đời sống của nhân dân Mã tộc chịu nhiều khổ sở. Bà con oán thán kêu ca, thế nên quân của Xà Vương đánh đến đâu thì người dân đi theo ủng hộ đến đó, thậm chí còn mang cả lương thực ra để khao quân giặc. Thấy lòng dân đang nghiêng về mình, Xà Vương liền đem quân đi đánh tấp nập hơn. Chỉ trong vòng có một tuần thì kinh thành của Mã tộc đã thất thủ. Toàn bộ hoàng tộc phải mang ấn tín, mặc đồ trắng mở cổng thành đầu hàng. Cuối cùng hắn cho xử tử toàn bộ thành viên hoàng tộc, tiếp đến sát nhập lãnh thổ của Mã tộc vào thành đất riêng của mình. Hình như là vẫn chưa đủ để thỏa mãn lòng tham, sau khi đã bình định xong Mã tộc, hắn ta cho xuống chiếu thư lệnh các bộ tộc nhỏ khác phải tự động giao nộp đất đai xin sát nhập làm thuộc địa của hắn. Nếu mà có bộ tộc nào phản đối, hắn sẽ đem quân đánh dẹp, tàn sát hết thảy từ già cho tới trẻ. Chỉ trong vài tháng đã có tới mười mấy bộ tộc khác quy hàng, và quy mô dân số quân đội của Xà Vương thu về phải gọi là thật khủng khiếp. Trong suốt 3 năm đó, Hồ tộc tuy diện tích vẫn vậy, nhưng mà với sự cai trị của Tiêu Tinh, qua sự cố vấn của Khang và Thu Quế thì mọi thứ dường như đã ổn định, đời sống con dân đã được cải thiện hơn trước rất nhiều. Hồ tộc không những mạnh về tiềm lực quân sự mà còn giàu về tài nguyên và kể cả là tiềm lực văn hóa con người. Những thứ Khang mang lại cho bọn họ đơn thuần không đơn thuần là cuộc sống thái bình không có chiến tranh, mà còn là những chuỗi ngày được sống hạnh phúc vui vẻ. Công lao của anh to lớn đến độ người ta đi đâu cũng nhắc tên, người người đều viết tên Khang vào giấy rồi treo lên tường để mong cầu sự may mắn, bình yên cho gia đạo. Thậm chí đến đám trẻ nhỏ con nít cũng có bài đồng giao để ca ngợi những đóng góp của Khang và mọi người đã dành cho nhân dân Hồ tộc. Phan An nước nhàn, lãnh binh 100 vạn, Hồ tộc vang Khang, Phan Khang dân vang. Nhận được những sự tin tưởng đó, Khang không những chẳng hề có chút kiêu căng tự phụ, mà hàng ngày anh càng làm việc cần mẫn hơn nữa. Bởi vì anh biết, nếu bản thân không chuẩn bị thật tốt, thì sẽ khó lòng mà địch lại tên yêu vương đang lăm le xâm lấn, chờ cơ hội trở lại ở ngoài kia. Suốt 3 năm qua, khắp Tà Giới cũng biến động không ít. Ban đầu có đến hơn 100 bộ tộc cùng cát cứ tranh hùng với nhau. Sau 3 năm đánh nhau tan đàn xẻ nghé, các bộ tộc nhỏ đều lần lượt bị các bộ tộc lớn hơn thôn tính hay là thu phục bằng nhiều cách khác nhau. Tấm bản đồ của Khang treo trên tường đã có nhiều lần xóa đi vẽ lại. Cũng đã ở Tà Giới được 5 năm, thế nên anh cũng hiểu được phần nào cuộc sống ở đây. Và tập đầu tiên của bộ truyện này đến đây là kết thúc mất rồi. Mình thì chỉ có một thắc mắc nhỏ thế này. Nếu mà những cái bộ tộc của Tà Giới này mà
có đầu óc và có suy nghĩ giống như con người. Giống như chúng ta đọc thì chúng ta thừa hiểu cái điều này là đương nhiên nhá, thì mới có thể xây dựng lên đất nước, xây dựng lên quốc gia và có vương, có các thứ được. Thì đại khái như là đang ở kiểu thời đại phong kiến của trong lịch sử con người chúng ta vậy. Thì nếu mà họ có tính cách giống như con người ấy, thì cái sự phân biệt chủng tộc nó sẽ rất là lớn. Hoặc là cái sự phân biệt giữa ở trong một cộng đồng bất kỳ nào cũng thế. Khi mà bạn khác với những người khác ấy, thì bạn sẽ bị cách ly, bạn bị kỳ thị và bạn sẽ chịu những áp bức rất là lớn. Chính vì thế thì cái câu chuyện ở đây là tất cả những bộ tộc ở tà giới này đều là những con vật khác nhau. Ví dụ như hồ tộc thì là con cáo chẳng hạn, thì sẽ mình tưởng tượng nhé, thì sẽ đầu người mình cáo. Rồi xà tộc thì sẽ là đầu người mình rắn. Rồi mã tộc thì là đầu người mình ngựa chẳng hạn. Thì cái việc mà để hai bộ tộc khác biệt hoàn toàn nhau về hình thức, à không phải đầu người mình ngựa, mà là đầu ngựa mình người, đầu rắn mình người và đầu cáo mình người, kiểu kiểu như thế. Thì ý mình đang muốn nói đây là để hai bộ tộc mà khác nhau hoàn toàn về hình thức ấy, về cái ngoại hình bên ngoài ấy, để dung hợp vào với nhau ấy, thì nó là một điều mà sẽ không thể xảy ra nếu mà họ cũng có đầu óc và cũng có suy nghĩ. Mà cái điều này là chắc chắn rồi. Ở loài người chúng ta thì chỉ đơn giản là chỉ hai màu da khác nhau, còn về ngoại hình thì vẫn có đủ mắt mũi chân tay và giống y hệt nhau thôi, chỉ khác về màu da và khác biệt một chút về ngoại hình. Như là kiểu người châu Âu thì có mũi cao và mắt xanh và da của họ rất là trắng chẳng hạn. Người châu Á thì da vàng, còn người châu Phi thì có da đen. Thì cái sự phân biệt chủng tộc nó đã phải trong suốt hàng nghìn năm qua. Thì kể cả những người châu Âu mà đến Trung Quốc ấy, hay là người châu Phi thì sẽ thường bị bắt làm nô lệ ấy. Nó sẽ tạo nên một cái sự chia rẽ rất lớn. Và đến thời hiện đại bây giờ thì mặc dù là dường như là mọi màu da đều sống hòa hợp với nhau, nhưng mà không, ở trong đâu đó thì vẫn có sự phân biệt chủng tộc. Ý mình đang muốn nói là con người nó có ngoại hình gần giống nhau mà còn như thế, thì bạn thử tưởng tượng xem một cái thằng đầu ngựa, một cái thằng mình người đầu ngựa có sống chung với một cái thằng đầu rắn mình người hay không. Hai thằng thì chỉ cần nhìn thấy nhau là đã biết là không, là nó thuộc bộ tộc khác nhau rồi, và không thể nào mà kết hợp được với nhau mà để cho ra thế hệ sau được. Thì cái sự đấy nhá, cái sự kết hợp để cho ra thế hệ sau nhá, thì người châu Phi thì có thể quan hệ với người châu Á, châu Âu để đẻ ra con người tiếp tục được. Nhưng mà cái bọn xà tộc rồi điểu tộc, ngưu tộc này thì làm sao mà kết hợp với nhau được để cho ra con lai thì kiểu gì được. Thế nên là sẽ không thể nào có chuyện mà bắt tù binh rồi người dân của mã tộc sẽ sát nhập vào người dân của xà tộc để chung sống hạnh phúc. Chắc chắn là cái sự phân biệt đối xử nó sẽ cực kỳ là lớn. Và mình không biết lịch sử của tà giới như thế nào, thì đây có lẽ là một cái điểm lấn cấn của bản thân mình thôi, không biết các bạn có thấy thế không. Và mong rằng Khang có thể giải thích được cái điểm này cho tất cả mọi người cùng biết. Còn một cái hướng nữa là thì mình người đầu rắn ấy, mình người đầu ngựa đấy, nhưng mà nếu mà tu luyện đến một mức nào đó thì tất cả những cái đầu đấy sẽ biến mất và biến thành đầu con người chăng? Giải thích theo cách đấy thì có vẻ là cũng hợp lý, nhưng mà thấy nó vẫn sai sai ở đâu đó. Và mong rằng sẽ có một lời giải thích của tác giả Phan Thanh An. Câu chuyện của chúng ta đến đây là tập 1 đến đây kết thúc rồi. Bạn cảm thấy có đủ hấp dẫn hay không và có hay hay không? Nhớ để lại comment bên dưới nhé. Thêm vào đó đừng quên like và share video này. Xin chân thành cảm ơn anh em đã luôn quan tâm và theo dõi.